Bạn vào kênh Dưa Leo xem video mới nhất tìm hiểu đi. Cộng đồng mạng Việt Nam đang đòi phong sát Hani của hòa ra hòa giải dân tộc cái gì vậy? Ôi, như tôi nhớ không lầm, hình như là cái thằng Đan Nguyên đấy, nó hát chống cộng như thế, nó còn mò về Việt Nam đúng không? Hình như bây giờ nó còn có cái kênh gọi là fan của Đan Nguyên ở Việt Nam rồi đấy. Đấy, nó vẫn còn hoạt động âm dạo này thích khen Cờ Đỏ. Ủa, thằng đấy còn chẳng phong sát thôi, Hani tuổi gì được phong sát thôi. Nhưng Hani không hề rơi cờ ba que, không có phát ngôn chính trị gì cả, không lẽ sinh ra trong gia đình trước đây có người theo Việt Nam Cộng Hòa là có tội sao, là không được đi ca thì sao? À thì thôi, đời cha mặt đời con khác nữa, việc con mình nó cho ở thì tôi cứ cho là Hani nó bị oan đi, nhưng người đau lòng xót ruột đấy, lên là bố mẹ của nó. Tại sao ngày xưa đấy mình lại như thế, tại sao ngày xưa mình phản động, tại sao mình sống không làm con người để rồi con cái mình nó bị họa, đời nó vậy bạn ơi. Tôi nói ví dụ như việc con Hani nó khôn đúng không, nó lên nó kêu gọi là hỡi tất cả anh em thanh niên trẻ Việt Nam, thực sự Hani sinh ra trong gia đình phản động, bố mẹ Hani từng là phản động, bố mẹ Hani đã từng phải chịu nhục nhã, họ đã phải trả giá cho những lỗi lầm của họ. Còn Hani vốn là một đứa trẻ sinh ra sau 1975, không hề biết gì về cộng sản hay cộng hòa. Hani chỉ muốn đem lời ca tiếng hát của mình dâng tặng đến tất cả mọi người, những người cùng một loại tiếng nói Việt Nam, ăn gọi là sống trong văn hóa Việt Nam và cùng yêu thương dân tộc Việt Nam. Thì thôi, làm gì ai chửi mày? Thế bây giờ chẳng nghe tôi hỏi các bạn, con Hani nó không khóc thì thôi, các bạn khóc cho nó làm gì? Các bạn ăn được bao nhiêu tiền khóc thuê chửi mướn mà các bạn làm clip ghê thế? Ha? Bây giờ đi đứng ngay ngắn dưới lá cờ đỏ sao vàng hát quốc ca Việt Nam, đoàn quân Việt Nam đi chung nó cứu quốc, gió lại đổi chiều ngay, phong sát lại trở thành phong tặng ngay, cũng có gì đâu. Những cái tôi nói thật các bạn ấy, nhiều khi các bạn ấy trình độ thì thấp nhưng cứ thích làm chính trị đấy, cho nên là chuyện rất đơn giản nhưng các bạn ấy cứ đào bới, các bạn cứ máy móc phức tạp hóa, nghe ba cái thằng như Trương Quốc Huy mới này Dưa Leo nó kích động, xong bắt đầu là người cứ nhộn nhạo ấy cả lên, chân tay thì yếu, người thì kém trình độ, không có tiền, không có sức mạnh, không có tri thức, không có, cứ thích làm lãnh đạo tầm cỡ như tôi này, bây giờ chỉ dám làm YouTube chém gió để kiếm tiền YouTube thôi, có được làm lãnh đạo đâu. Cho nên bảo Hani đấy, giờ chống lại bọn này không chống được đâu, bởi vì nó là bò điên mà, không chỉ là bò đỏ đâu mà nó là bò điên. Bọn này nó chỉ ưa lệnh thôi, cứ lên lại hát quốc ca, cứ lên chào cờ cờ đỏ sao vàng, cứ lên lịch cho nó vài câu, nó lại mềm như bún vậy mà. Không tin nghe lời tôi này, chứ đừng nghe lời mấy cái thằng kích động. Bọn bò đỏ này nó máu chiến lắm. Lưu Dên là nhóm nhạc Hàn Quốc, Hani là người Australia, tất nhiên 100 triệu dân Việt Nam đông nhưng không phải khách hàng mục tiêu của nhóm này. Còn đâu họ mới thèm qua Việt Nam hát, không thèm qua Việt Nam hát thì bạn chấp gì cái chuyện phong sát hay là không phong sát, cho nên các bạn cứ đòi hỏi những điều nó không thể. Thế tôi hỏi nhé, thằng Ronaldo nó là người Bồ Đào Nha, nó đá cho câu lạc bộ Real Madrid rồi Manu hay là các câu lạc bộ khác, nó có liên quan mẹ đến thế giới không? Nếu đẩy thằng trên thế giới tự nhiên chửi nó, anti-fan nó. Messi nó đá cho Barcelona, bây giờ là Paris Saint-Germain, sau này nó đá cho Argentina nữa. Đấy, nó có liên quan đến thế giới không? Nó có mẹ chống cộng chính trị chính em không? Thế tại sao vẫn có nhiều thằng chửi nó thế? Nó mà cứ chấp thì các bạn ấy, thì nó làm sao làm nghiệp lớn được? Cho nên thôi, muốn trở thành ngôi sao trên bầu trời phải chấp nhận sự phán xét của người đời. Rồi gửi đến em Hani này, thôi cái gốc của em nó bị mất rồi, em cũng không quan trọng cái gốc rồi, thì cũng đừng quan trọng đến là ở cái gốc đấy, đấy nó có những cái gì thì thôi. Bây giờ em chỉ nghĩ đến cái phần ngọn thôi, em chỉ nghĩ mình là người Australia, mình là người Australia, thì bọn Việt Nam nó chỉ quan trọng này. No level and no level.